Cái nấm nó mới ngon. Chứ mình hấp á nó không có được ngọt không. Bây giờ mình cho nó lên đây luôn. Bưng à. Dạ của ảnh này đâu có ai dám giành với ảnh đâu chú anh chị, anh cho gì ăn cái đó chứ. Dạ, treo nè. Đây cái này mình cúng cái người ta. Cúng cúng cái đi. Nè nè. Cả nhà ăn thịt gà với mình nha. Tém mà chèo ơi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Cù Lao nha. Chào cả nhà nha. Bữa nay mập đi ra vườn có dây mớp mập ra bẻ mớp thằng đãi chỗ tiểu. Đãi mấy cây mớp hả? Bữa nay về nó cây mớp. Em bẻ luôn rồi đó. Đây cái mập. Con cái thì cắt luôn đi. Trái này làm luôn à. Được có gì mớp mà cả nhà mà bội thu quá luôn được 5-6 trái gì nè. Trái luôn. Rồi. Ồ, nó mất. Còn trái này mình bỏ lại về cho bữa đi. Mắp non này ăn ngọt dữ lắm. Mắp non gì mình ăn ngọt lắm. Cái đọt của nó ăn cũng ngon nữa, cái đọt hấp ngon. Cái này nó đỏ quá. Bữa nay đãi ổ biểu rồi mốt không cho đãi. Nữa nó leo là tới Mỹ chơi luôn á. Vậy vậy bữa nay xuống cọc chèo kêu xuống này nấu canh mốt ăn không thôi. Bữa nay làm buffet mốt đi. Mốt sầu mã. Mốt nấu canh mốt. Làm gì giờ đi nấu canh mốt lại cọc chèo biển đen. Biển đen nữa. Canh mốt mà có gì kho kho. Hình như lúc này là mưa chướng rồi đó. Đây được hai trái. Chứng lương âm nè. Nó tốt quá nó bò cái đợt mớp này nè. Cái đợt mớp này mình ăn cũng ngon lắm. Ừ, hấp cũng ngon. Cái này bé này cái nó đụng. Này nè nó ra trái. Ăn trái nó ăn trái. Rồi nhét đó. Ủa cái bông này sao nó gãy tuột dữ vậy mập. Mưa. Ê cái bông này nó bị sâu ăn nè. Ồ cái ốc mình nghĩ vậy đó. Anh Mập đang làm chuyện ác kìa, coi chú anh chị. Thấy chưa? Thấy chưa? Anh Mập nói chứ không cho mình ăn mớp không đâu. À, đủ để ra vườn bẻ mớp rồi về, rồi kêu gà về, không biết làm gì. Chú. Mập nuôi gà mà chẹo xuống. Xuống mà nó dòm ngó hoài, nó cái này vừa rồi. Xuống thổi lỗ tai hoài ha. Cô chú anh chị thấy miên bày gà vậy đó làm sao mà ốm xuống ốm chịu nổi. Chứ là gà mớp, gà gâu nhút không. Thôi chèo ở đây chơi đi, để anh đi vòng qua bển coi thứ nha. Anh em dí đi, mình ăn anh sao bắt. Không, gà này nó dạng lắm cô ơi. Ổng không có bắt đâu, ổng nói kêu bà không coi thử. Ổng coi thử con nằm. Chú. Ồ, về đó à. Chú. Cò trắng hồ đó còn sót lại có con ngủ cả nhà. Miên mày ghê cò trắng. Dầu việc đi anh Mập ơi. Em thấy có anh đó với cô đó đẹp trai đẹp gái quá đó. Nó đang cấp. Trời nó chạy. Quá đỉnh. Thấy mập vậy thôi chứ nhanh lắm. Em vừa khen cô đó đẹp gái ổng sốt liền. Bắt nữa đờ cho chèo. Bắt được à. Này dữ vậy ta. Chí cười. Lúc máy chí cười kìa. Bắt nước liền cũng được. Quá dữ. Quá dữ không? Quá đỉnh luôn. Chụp hình chứ vậy. Rồi ok. Gà đó nó cái giò vàng quá chắc vậy nè. Cái thịt nó vàng hả? Hay dữ vậy ta. À, để đã cho ông liễu rồi, để coi xuống để dòm bà gà hoài vậy tới không có dòm nữa nghe.
Dạ anh cháu em chưa ăn được mớp coi nhút mà. Chưa. Anh mập nuôi á nó dặn khì luôn ha. Chừng nào có coi nhút là xuống ăn giùm nữa đó nha. Bây giờ là ông mặt màu ổng bá chính là phải bắt nước liền mới được. Rồi bữa nay gia đình mình làm gì anh Mập giới thiệu coi. Bữa nay hai chồng Út Liễu xuống bữa nay Mập đãi gà hấp mớp. Lại có ăn cái là Mập chơi sang lắm, Mập ra đãi cho chèo là toàn là mớp non. Mớp non nó mới ngọt. Cũng chia sẻ với cô chú anh chị là sáng gia đình cũng có đi mua rau nhút, mà tháng này ở đây như là rau nhút nó không có. Tính mua của bà con đây nè, xong rồi mình ra mình hái luôn cho nó tươi, xong sẵn mình vay luôn cho cô chú anh chị xem. Mà quặn hết trên cái xóm này không có, nên là quyết định là về hái mớp. Cũng nghe một số cô chú anh chị chia sẻ đó là cách mà làm gà gỏi rau nhút đó, thấy cũng ngon quá. Định làm theo nhưng mà chắc chưa được rồi. Thì chắc anh Mập phải tốn thêm một con gà nữa đó. Con biết làm sao? Tại vì cái rau nhút nó ngọt lắm. Mà mưa mà dầm kiền chừng cỡ 5-10 ngày là rồi. Là rau nhút nó tàn, nó rụi nè. Gõ đầu nắng lại ta mới dưỡng lại thì nó tốt lại. Còn mưa mà dầm vài bữa là hư cho nó bẹp. Dập á. Hôm nay thì nhà sau của gia đình vẫn chưa xong cô chú anh chị. Hôm nay thì bắt đầu mình chạy điện á, nên là đồ mấy anh để hơi bừa bộn nha. Cũng có nhiều cô chú anh chị là kêu là quay phía sau cho cô chú anh chị xem nó đẹp như thế nào. Nhưng mà thì Nam thấy thì nó chưa có hoàn chỉnh lắm, nên là Nam sẽ làm một cái clip riêng ăn mừng phía sau nhà mới cũng như là về nhà cho cô chú anh chị, mà đợi nó hoàn thiện mới được nha. Hương thì hôm đó Hương cũng nhờ Tiêu Tèo kéo giùm cái ổ điện đặng Hương dời cái tủ lạnh với cái máy ra phía sau á cả nhà, đặng ăn trước này cho nó rộng rãi á. Rồi với mưa sợ mưa á, mưa nhiều khi sốc nóc cái nó cũng hay giọt ướt, nó Hương sợ nó hư nên dời ra ngoài trước. Rồi bữa nay mới kêu mấy chú điện lại cái bóng đèn trong phòng với làm mấy cái dụng cụ lặt vặt á. Chưa có được hoàn chỉnh máy cho nên là chưa có quay cho cả nhà mình xem. Cũng có nhiều cô chú yêu cầu á, thì từ từ nhóm cũng sẽ quay cho cả nhà mình xem để mừng cho gia đình Hương. Cũng còn bề bộn lắm nên là chưa có quay được. Bữa nay mấy anh lại làm tiếp thì nó để đồ lu bu quá, chứ không phải là nhà không có dọn nha cô chú anh chị. Nóm thì chạy đi rước con rồi, Thắng Nguyên ấy cả nhà rước Thắng Nguyên á. Tới giờ tan học rồi. Đừng xài đó cho anh Mập được nãy chú hỏi quá. Về bữa thì kiếm được nhớt thì đã cho thêm con. Có dồi đòi hai bà Trinh nha anh Mập. Thôi nói là có dồi đòi tiên, có dồi đòi hai bà Trinh nữa. Ăn mặc cái gì đâu mà quần áo nó tét tới tét lui tùm lum tùm lái. Trời ơi lông lách không ghê quá. Làm như mập rồi cái mặt nó ọp ạt á, xúc chỉ hoài. Rồi nó mặn mà. Ở đây thì dân nhà vườn mà xịt vườn á là có áo này nè cô chú chị. Ta phân bón thuốc này ta tặng á. Này là hiệu gì ta? Hiệu gì anh? Không biết tiếng Anh. Ba lá xanh gì. Ba lá xanh. Anh giữa ốc đuôi bò cũng có nữa. Có áo vàng hồng. Có à. Hồng áo vàng cà tẹt. Đời ta tím sen phải không? Chèo. Áo đó là quay clip đầu tiên luôn đó. Chèo. Chèo bằng cái áo đó hả? Có mấy anh ở ngoài lộn này bằng áo cái gì trang chèo đi đúng chuối á. Em khi chạy trước chạy sau chạy nhẹo cái dèo cứ tính kêu rồi vòng kỹ lại thì bằng áo gì trang. Con có cho em Tiễn ha, em Tiễn mà bữa em dẫn bé Như đi bắt lương đó. Dưỡng ốc vô chổng cái mượn gì đó, mượn cái lọp về đặt chấm hay là gì đó, đặt mượn cái chấm. Lấy rồi lên xe nó gửi theo nó khóc ở chợ nó kêu trả áo cho cha. Ba ốc trả áo cho cha con. Không cái áo cái chèo đó nhiều người bận lắm mà lỗ này nè. Trời bớn đi giảm vậy. Thấy tướng cao cao mặc áo y chang nó trời bữa nay ổng đi dẫn bò đâu Mỹ trên đây nữa. Đây ngay mặt gì lạ quá à. Thì là cái thằng bé đó giống quay phim hồi nhỏ là cả nhà. Quay phim hồi nhỏ mà ai mà mặc đồ giống cha nó hay là ai mang dép giống Hương là nó theo nó lòi nó ôm cái đôi dép này nó lôi lại người ta đứng mà nó lợn nó ngồi chứ nó ôm cái đôi dép nó khóc nó kêu trả dép cho mẹ. Nhớ là đó chị Mai nè, chị Mai con bác Tư đó qua mang đôi dép y chang của chị nó khóc một cái. Ai quay phim phải không? Rồi đi xuống phà để đi về ngoại nè, nó thấy gì người ta chạy chiếc xe giống của cha đó nó cũng khóc, nó kêu trả xe cho cha. Chạy chiếc xe đỏ đó. Giống hệt luôn. Rồi đầu giống y chang luôn.
nó khóc rồi trả xe lại cho cha nó. Khi mà nhỏ giữ cửa lắm cả nhà. Vậy thì khôn chứ. Giữ cửa giữ lắm luôn á. Anh tước lên. Ừ. Cầm lên luôn. Con cái dĩa lên. Trời. Phải biết vừa liếc mà còn phải dạy nữa cả nhà. Mà cả nhà thịt gà với mình nha. Tém mà chèo ơi. Mà cả nhà gà hấp mớp nha. Ngọt bút. Ngọt lên rồi. Rồi, cô Hương nè. Anh mập đi. Nghe ăn lâu lắm, đã dẻ nữa. Mà cái nhà ăn gà hấp mớp nha. Quá. Mà cả nhà ăn cơm với gia đình Hương nha, ăn miếng da. Da về ha. Chắc nó thấm dữ rồi ta. Ờ, nó ngọt. Đậu bắp kìa. Ừ, em ăn đậu bắp quá nữa. Ngọt ăn gạt rồi đậu bắp lòng cái ha. Ngọt đã. Hôm nay mình hấp cái loại nào nó cũng ngọt luôn. Ăn rau củ rồi. Cái gì chứ con gà anh phái ăn cái con cổ rồi chị ơi. Chị Hương bẻ miếng mớp rồi chị Hương, nó ngọt. Thơm không? Thơm là mớp Hương rồi sao? Với cần cổ nhưng em thấy mấy cái da ha. Dạ, mớp nó thấm vô dữ không? Mình hấp cách thủy nó giữ được cái độ nước bên trong á. Chị ăn miếng mớp là chị ngon quá. Chị mới ăn ngọt quá trời luôn. Bữa nay em làm nó chấm ngon không? Dạ hấp bữa nay mình chấm muối ớt chua ngọt ha. Nó ngon hơn muối tiêu. Cái mớp cũng ngọt. Mớp mình mới bẻ liền nó vô nấu ngọt quá. Gia đình cả nhà mình mà nếu mà có gà làm cái món này ăn đi cả nhà, làm cho gia đình mình ăn nó cuối tuần á. Em thấy ngon quá. Kèo tặng cho cái đùi luôn quá trời. Một miếng nấm gơm nè. Rau vô. Miếng cà rốt, chan miếng nước vô. Cái này còn hơn là súp nữa vậy Ngúc, nghe nó đậm đà. Cái nước con gà ra với nước ta con rau củ rồi. Rau á, mớp rồi. Ủa ngọt. Cái đầu bắp này. Nên trái nào cũng ra được cái nước ngọt chân ha. Mập chan không? Miếng đi. Mắc cả cái gì gà. Bữa nay là không ngay dám nói gà gà mình học. Chan này vừa ngút quá trời ngọt luôn nhé. Chan miếng này. Cái này hơn là về súp cơm sườn sắp chan ngút. Nó ngọt từ rau củ, nó ngọt từ nước gà. Cô chú nói sao thấy lừa cho nó nhai kìa. Quen á, không ăn gì hay. Tại quen rồi. Cái sửng này nó ốc, bữa nay ốc thấy nó hấp dẫn không? Cái sửng này vừa ốc vừa ốc thấy bữa nay nó hấp dẫn không? Hấp dẫn. Hấp dẫn. Nó thơm nực nồng đó con. Nhưng mà cái sửng này biết sao không? Làm thêm món rau nhúc nữa. Rau nhúc nữa, gỏi gà rau nhúc nữa để lên cái sửng này cũng hấp dẫn lắm. Không kém đâu. Sẽ có một ngày sẽ có món gỏi gà rau nhúc tại vì mình có dặn cái anh kia kìa, ảnh điện cho mình sáng là ảnh có con nhúc rồi. Ảnh kêu bữa hay bữa nữa đó đi gì đó đi ra hái đi. Cả nhà biết không, bởi vì mập biết là lúc này là rau nhúc là nó khó có lắm. Chợ Đại Ngãi thì không bao giờ có trồng rau nhúc luôn đó. Hiếm lắm. Mà cũng cá cược với chèo với ốc liễu coi tìm nó ra được rau nhúc không. Mở đi dán đó. Ừ. Chứ ít có mà. Anh đã tìm rồi. Anh mập quên là những lúc là ní bao la rồi cũng. bạn bè là nhiều người điện hết luôn á. Mà không ai có chứ. Chỉ có con ní này có nè. Chỉ có nó chơi mới có không nha. Có. Bởi vì bởi Úc vô Úc vậy là cô chú cũng biết là anh Mập anh nuôi gà chất lượng cái nào rồi đó. Muốn ăn được con gà của anh Mập mà phải là điện hết trơn thấy cô bác này ruộng luôn. Kiếm rau nhúc. Còn có đế mà không có nữa là em sẽ điện cho chị Bơ. Chị sẽ đi lấy đồ súp chăn. Súp chăn. Chị sẽ quặng cho em. Em cho chị lục hết cái súp chăn. Chị phải mua con nhúc về cho em. Cả nhà ơi, cả nhà đừng hứa gì với Úc Liễu. Úc Liễu hứa là Úc Liễu tầm bằng được luôn. Anh dán mới được. Nói ăn miếng. Còn con gà bữa nay là anh tình nguyện. Tình nguyện, tình nguyện là rủ hai chồng Úc Liễu cũng bắt con gà. Bởi vì anh làm đi rủ đi bẻ mớp thôi chứ chưa nói con gà. Dạ, à, trong anh trong bụng anh nói là bữa nay bẻ gà bẻ mớp về hấp gà. Không nói gà. Nói đi cũng nói lại cho vui cả nhà. Hương cũng nói chơi thôi.
tại vì cũng có nhiều cô chú á, chia sẻ món gỏi gà con nhút ngon lắm, Hương cũng muốn làm thử một lần ăn cho biết, chứ hồi đó giờ nhóm cũng chưa ăn nữa, cho nên là Hương cũng muốn cho có, cũng nhờ Dựng Út giúp liệu á kiếm giùm, tại vì mùa này nó nghịch ra, nó nghịch, nó không có con nhút, mùa này khó kiếm con nhút luôn. Hãy có bên này cũng làm nè. Nói chung ra nhiều cô chú cũng nghe nói cái món gỏi gà con nhút thì nhiều cô chú cũng góp ý là nhóm làm thử một lần, nhưng mà cũng cũng nhờ hôm đó có đứa em ở thành phố về là em Linh đó, là em Linh là gợi ý trước, là em Linh nói là em Linh ăn ở thành phố, ở ở quán ăn nào đó món nó rất là ngon luôn. Ăn đi chèo, còn quá trời luôn này nhiều mà. Quá trời, quá trời luôn. Nói giờ cái cơm em còn nguyên, em ăn thịt không? Này gà của cục chèo thịt quá trời, thịt lo thịt không? Rất là sao ăn nó béo, có phân đấy. Cái nước này ngon này không? Ngọt, ăn miếng mốt rồi. Nói chứ ở nhà mình có nên bói cho gà ngon á, thì mình cũng nghĩ chắc mình chế biến cái món gì ăn vô cho nó xuất sắc luôn ha. Chứ là mình làm mấy cái món không ngon, ăn nó uổng gà nữa. Gà nấu cháo thì nói chung nó cũng ngon, đều nên mỗi một món nó ngon theo nó có cái vị ngon đó của nó. Nó cũng ngon mà mình làm món hoài mình ăn cũng thấy nó không không mấy gì ngon. Phải đổi món á. Hồi đó giờ em nghe là chưa có nghe cái món gà mà làm gỏi rau nhút nha. Hồi đó giờ đó á. Mới nghe lần đầu luôn mà bởi vì gán quần kiếm sao mới có con nhút mình ăn thử cho biết ha. Thử cho biết. Nhiều khi bữa nay nước ngọt quá hấp mớp không có, nhưng mà ngày mai nhiều khi có nhau nhút mới. Ngày mai giá bộ bữa nay không có, ngày mai có không chừng nữa. Đi bài á Nập ơi. Dạ không giúp lẻo đi bài cứng khừ á. Em kiếm ra con nhút phải không? Anh điện cho bạn em lấy em có rồi phải không? Tự em lấy vỏ, lấy xuồng em chở chèo ra cái ngoài luôn, tự mình hái luôn. Vậy đó hả? Chứ không phải đi mua đâu, không phải mà đi mua gỡ mua ở đâu đâu. Tự ra tới chỗ hái luôn. Tự ra tới chỗ hái về mình chế biến món ăn luôn. Vậy đó con nhút mới chắc lượng á. Nó giòn. Mới bẻ ra ăn nó ngọt nữa, nó không bị dai luôn. Là bánh mạnh đi gà nhóc chứ nè. Chấm lời. Ông chèo này ông đưa một miếng một cái ăn. Nở luôn. Ờ gà thịt luôn. Tươi luôn ha. Như là mình chèo cho mình một cái lùi này là nó hết rất màu gốc tư con gà. Anh cạp đi, anh đừng để vô đây nữa nha. Gốc tư gà còn nữa. Mình lâu lâu mình mới ăn ngon bữa mình ăn cho nó đã thèm. Ăn đi chứ nãy hỏi rồi mấy gỗ xúc đâu rồi. Tính gì không biết nữa. Ở đây thì cũng qua bão rồi đó nha. Có nắng rồi nhưng mà cũng ui hoài, lâu lâu cũng lâm râm. Nhóm chắc là phải đi săn bắt. Chắc không đi đâu. Chắc không đi săn bắt đâu, tại vì mới rút mấy cái bọng này kia kìa. Mới rút bọng rồi cô chú anh chị. Chắc cả tầm tiếng nữa là nó khô rồi. Trang cho Dựng. Đứa em đã ăn cơm nè, đứa ơi. Ăn cơm chị nè mấy đứa. Mấy chú thợ đi Dựng tới giờ lại làm. Kì. Nãy giờ về ăn cơm nghỉ chưa? Đó. Lâu lâu. Cái nấm này nó ngọt quá trời ngọt ha. Để chị Hương xào trước. Chào mấy gia vị á. Chào. Nè, chỉ mình ăn thịt gà rồi mình hồi đi xuất sao xuất đi xuất nổi vậy, sao bắt sao đi nổi vậy? Có ai đâu không nổi. Chiều lắm. Dạ. Cúng cơm hết rồi. Mà cũng xé mấy bự bự không ta. Gà cũng ngon ngọt chứ. Cả nhóm cũng dự định là làm một cái clip đi xuất cả nhà. Nếu mà đi xuất về có nhiều thì mình làm cái món khác, còn nếu không có nhiều thì mình làm cái món đơn giản đó. Thì giờ làm món khó hay là món dễ gì là cũng đều hai ông chèo này vô bếp nha cả nhà. Nếu như mà có cái clip đi xuất là hai ông chèo này sẽ tự nấu luôn á. Cả nhà mình nếu mà có thương mến thì đợi đón xem nha. Đi xuất này thì nhiều cô chú anh chị lớn tuổi nhìn sẽ biết, tại vì đa phần bây giờ người ta cũng ít đi xuất lắm. Đi xúc là tầm cái mười mấy hai chục năm trước là đi nhiều, còn bây giờ người ta đi tác nương đi đủ thứ hết, nhưng mà đi xúc giờ ít lắm. Cũng biết làm sao. Bây giờ ít đi xúc chứ ít đi chài. Biết không? Bây giờ đi xúc á, hồi xưa á thì người ta ít có xài thuốc á, tét dữ lắm nhiều. Còn giờ ta xài thuốc nhiều lắm, nhiều cái mương dừa mới có tét thôi, ngoài ra là mấy cái mương ở gãy rồi vô phương. Ta xịt thuốc á. Cái mương nào mà người ta không có xài thuốc là mương đó là có tét.
đậu bắp này ăn cũng tốt lắm nè, cho khớp á. Gà có mập, gà này nhìn thấy nó có trứng non rồi mập ơi. Có. Cỡ này nó mới mập, nó tự trứng rồi. Cỡ này nó mới mập. Nếu mà cỡ đó mình nuôi nó mới đúng sức đó. Đúng sức rồi. Ngon quá cũng ngon. Anh mập tới mấy chục con đó nha. Nhưng mà có mấy con bự à. Thì từ từ đó. Tới khoảng Tết rồi mới nhiều. Thì ăn làm chồng tính rồi ăn làm vừa. Có em chị ở nhà. Nói chung là cái comment mà của cô chú anh chị nói gỏi gà cho con nhúc á là cả nhóm đều thấy. Nhưng mà mai mốt mà kiểu này chắc mai mốt là Út Cúc Liễu Dương Út là đề xuất lên là làm cái món gà khác, là chắc cũng phải kiểm tra là comment coi có ai nói không, chứ để thờ cô chú anh chị góp ý kiểu này cũng được rồi, chắc ngốt hấp độc bầu độc bí. Chưa đâu chừng nào mà cái clip gỡ gà con nhúc đăng lên là mới đề xuất tới món khác. Và cái món đó là chưa có thực hiện thì chưa khó tính rồi, nhưng mà cũng mới nói ra nữa. Không mà anh thấy cái cá hấp và gà hấp và cái gì hấp nó cũng ngọt, là như là nó khách thủy là sao nó ngọt. Giữ được cái độ nước của nó giữ ngọt. Cây mấy cây ớt hiểm bữa nay tốt cho nó mưa xuống cô chú anh chị, vậy bữa chắc gà nấu ớt hiểm. Hồi nãy nhiều món trong lúc mà mình đi hái mớp vô là mình có liếc mấy cái ớt hiểm rồi là cũng biết trong lòng nghĩ gì đó, cũng là cũng có dự đoán đâu phải không. Nhưng mà cái món đó, cái món gỡ thiểm đó là mình phải đi chợ mình mới nấu được cái món đó, mình phải mua nấm đông cô rồi mình mới nấu được. Quan trọng với con gà chứ nấm thì mua giờ này không được. Có em á, không biết có chiều như là Hương không, chứ Hương chiều em biết thì đòi quá rồi. Cái nó mới chín đầy gai cả nhà, nó chưa có gỗ. Tại giờ nào đó gỗ đi mình mới thực hiện món đó được. Vậy mỗi lần đi xuống á chèo gãy bắp cho gà cái chèo 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 đi kìa, vậy sao chịu nổi không? Nó ra ký 8 rồi đó, nó ra ký 8 rồi, sao chịu nổi? Còn nhà qua đây cái hồ cát cái chòi này là nuôi gà này là đợt 2 rồi, đợt đầu thì cũng vậy đó, nguyên bầy cò trắng cũng làm sạch luôn. Chưa kịp lớn cái gì? Chưa kịp lớn. Nói chung ra là để cho chắn nó đủ chất đi. Rồi hôm nào anh Mập về, anh Mập bắt về bán cho ba với mẹ anh Mập con hai con vậy đi. Rồi còn lại thì nhớ mình sẽ dắt tuổi về gần. Cũng được. Tới gần. Dạ. Bên nhiều lắm, anh ba Mập dữ lắm. Ở bản là gà nuôi là gấp cả 10 lần của anh luôn á. Lâu lắm rồi, bữa nay cả hai cái luôn á.